Vâng, xin mời các bạn cùng đến với sân bóng chuyền hơi thôn Đồng Tâm, xã Tiên Đồng để chứng kiến trận giao lưu bóng chuyền hơi nữ giữa chị em thôn Đồng Tâm gặp chị em phố Quý Cao, xã Nguyên Giáp. Get it!
có một trọng tài có thắng cả trọng tài của ca. Xin lỗi vì có một bé cháu ra ngoài sân chơi nên thật là tuyệt vời, họ không có lứa 12-6. Các bóng không có lứa kiểu bóng cho lần thứ 2 7-12. Lưới 19-10. Đập quá đẹp.
Qua đây ạ, điểm bóng cho Quý Cào 20-10. Vâng, tinh thần là chị em của chúng ta, con cháu cả Trưng và Chắc phải lên tuyệt vời. Vâng, lỗ lực ký bóng và thật đầy thật này nhưng mà thành công. Điểm bóng cho Đồng Tâm 11-20. Đồng Tâm phát bóng. Đá bóng quá mạnh nhưng không có lưới. Sau bóng thứ hai, Quý Cào thắng toàn tập với điểm số 21-12. Sau đây là trận bóng thuyền của thôn xã Công Ngạ với lại thôn Đồng Tâm của chúng ta. Vâng, xin mời đội Công Ngạ. Đội Quý Cào tặng chúng ta ra nghỉ ngơi để uống nước. Xin mời chị em đội Quý Cào sẽ ra uống nước cùng với lại ban tổ chức của chúng tôi. Vâng, còn đội Công Ngạ. Đội Công Lạc và đội Đồng Tâm 3 của chúng ta sẽ ra trận đấu. Vâng, xin mời đội Công Lạc và đội Đồng Tâm 3. Là lý của đội. Vâng, đội Đồng Tâm, đội Đồng Tâm 3 chúng ta ra hai sân. Cầu thủ của chúng ta ra sân và chúng ta giao lưu bắt tay nào.